Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Ngày hôm nay thì đơn vị em về tiếp một cái mẫu sản phẩm cực kỳ hot ở trên thị trường hiện tại. Chiếc này nhỏ của quý anh chị đây chính là chiếc Mazda CX-5 phiên bản động cơ 2.0 Premium cao cấp sản xuất và đăng ký 2022. Ngoại thất của xe là màu trắng và nội thất là ghế da màu đen. Đăng ký tên cá nhân và lăn bánh chuẩn là 1.8 km, full lịch sử bảo dưỡng. Ngay sau đây thì em xin mời quý anh chị và các bạn cùng với em đi vào chi tiết chiếc xe này nhé. Đây này thì trên thị trường những dòng xe của Nhật như là Mazda CX-5 hay Honda CR-V khá là hot, được người tiêu dùng tìm kiếm khá nhiều. Em sẽ đi vào chi tiết từng phần một nhé. Đây là phần đầu xe này. Đó, thiết kế vẫn là công nghệ đèn full LED có thích ứng thông minh. 4 cảm biến va chạm phía trước. Và chiếc xe này của em thì sơn zin gần như là tuyệt đối. Lượng sơn zin phải đến 99%. Đây, em có thể quay qua cho quý anh chị nhé. Đây là phần đuôi xe này. Đó, đuôi xe thì cũng có trang bị đó là 4 cảm biến va chạm phía sau, cam lùi theo xe. Xe cũng có trang bị cốp chỉnh điện này. Đó, thảm sàn nót cốp rất là sạch sẽ. Tấm nhựa đen này gần như không có vết xước nào cả. Chất lượng xe đây, từ những con ốc này, tất cả đều nguyên zin, nguyên bản. Quý anh chị có thể mang xe ra bên thứ ba kiểm tra chi tiết thoải mái nhé. Sơ cua của xe thì cũng chưa chạm đất đâu. Nguyên dấu sơn. Dụng cụ kích lốp đầy đủ hết, không thiếu một thứ gì cả. Và chắc chắn rồi, lốp thì sẽ là 4 lốp nguyên bản liền đời theo xe. La răng gần như không có một vết xước này. Nên lốp đây, sản xuất là tuần thứ 5 năm 2022 quý anh chị nhá. Trên gương thì cũng có tích hợp xi nhan báo rẽ, kèm theo đó là cảnh báo điểm mù trên gương, một trong những tính năng an toàn được tích hợp trên xe. Và đây là khoang nội thất của chiếc xe quý anh chị nhá. Xe có trang bị hàng ghế trước chỉnh điện này. Nhớ ghế hai vị trí. Với cái chất xe chạy 1.7 km còn rất là mới. Đó, anh chị có thể nắm tổng thể cho em. Vô lăng nguyên phấn từ nhà sản xuất. Tích hợp đầy đủ các phím chức năng. Màn hình trung tâm giải trí đây. Độ phân giải sắc nét. Cam lùi này. Đèn lồi start stop, điều hòa tự động. Đây là khu vực cần số đây. Phanh tay điện tử, auto hold. Và đây chiếc xe của em thì lăn bánh chuẩn là 18.169 km của anh chị nhá. Còn rất là mới. Xe này thì không cần bàn về chất, chỉ cần bàn về giá thôi. Giá thì chắc chắn rồi, anh chị cứ nhận máy điện thoại cho em. Em sẽ có mức giá tốt nhất dành cho quý anh chị. Xe có trang bị cửa trời chỉnh điện. Dàn âm thanh loa Bose này. Hệ thống phần keo chỉ cánh cửa lái đây. Cố gắng quay làm sao chi tiết nhất cho anh chị để anh chị có thể thấy được phần nào đó chất lượng qua màn hình nhỏ. Và đây là khoang ngồi phía sau quý anh chị nhé. Gần như là chưa có người ngồi. Ghế da căng đét luôn. Tựa đầu cho cả ba vị trí ghế ngồi này. Mẹ thì tay chính giữa. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Thảm sàn đầy đủ hết rồi. Lấy xe này về thì quý anh chị chỉ được đổ xăng và đi thôi. Với những chính sách bán hàng bên em là cam kết xe không đâm va, không ngập nước, không thủy kích. Hồ sơ pháp lý minh bạch rõ ràng, không tranh chấp, không có kiện tụng. Quý anh chị có thể mang xe ra bên hãng hoặc là gara tùy kiểm tra chi tiết chất lượng thoải mái, mới xuống tiền cho em. Và chiếc xe này hiện tại bên em đang chào bán mức giá là 845 triệu đồng. Mức giá trên thì vẫn có thương lượng nhé. Quý anh chị hãy điện thoại cho em sẽ gửi ảnh thông tin chi tiết kèm mức giá bán tốt nhất.
Bên em thì cũng có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe, tối đa là 6 năm. Thủ tục nhanh gọn. Quý anh chị đã đang quan tâm thì hãy liên hệ cho em nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý anh chị trên toàn quốc dành cho cá nhân em Trung cũng như là sàn ô tô Mỹ Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.